Bữa nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái chương trình có thể xem được đá banh. Ví dụ như chiều nay trận giữa Việt Nam và Thái Lan vòng loại World Cup thì để xem được đá banh mà không tốn dung lượng 4G ảnh hưởng đến sim của bạn thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái ứng dụng mà là VTV Cup On. Đây nè, đây chương trình VTV Cup On. Thì đến cái chương trình VTV Cup On này á thì các bạn có thể xem được đây truyền hình, thì các bạn sẽ xem được ở những cái kênh như thế này. Ví dụ như VTV chiều nay là VTV3 đi, VTV3 đi đó, VTV3 thì các bạn sẽ không có phải tốn dung lượng. Khi bạn cài cái ứng dụng Cup On này, các bạn sẽ không tốn dung lượng 4G Máy tải tính về sẽ xuống. đây Chính nha. xác, Đây mình bật chặng nhỏ đường lại, vẫn còn đúng không ạ? đây mình sẽ giới thiệu các bạn một số kênh bạn xem được. Đây Thưa quý vị, người chơi hôm đây nay của chúng ta là đây Thanh Năng. Tôi tên là VTV Thanh Cup Năng, em tên là Vũ Thị Phương. ha, Tham còn gia nhóm chương trình này TG thì HTV không được đó, các bạn thấy một lần chơi lớn chơi kênh nước bé ngoài đó, rất là nhiều kênh nha các bạn. Để Thế mình thì thử một cái kênh thể thao nha. Đây kênh thể thao HD qua trong sân đó, và kênh đi thể thao vào hai lần chạm trán rất đó, cơ bản không có của ca người xuất cộng, sân. nhắm tiếc ít có SCTV đi nha các bạn. Đây đầy đủ SCTV, đây kênh tổng hợp, đây truyền hình không có ca cộng, tiếc quá. Nhóm kênh VTVC đây có đây đó, thì các bạn sẽ xem được như đây kênh đây nè. Và đặc biệt không tốn dung lượng 4G. Để được đăng ký cái này các bạn bấm vào tài khoản cá nhân nha. Đây là đăng ký gói cước nè, đây mua gói cước cho Mobi nè, dành riêng cho Mobi nè, phong miễn cước này, nó có ghi rõ là bạn có thể trả phí khi để xem cái truyền hình nhóm kênh VTV Cup nè. Miễn phí data nè, miễn phí data không nè, miễn phí data nè, đây nè, miễn phí data cho thuê bao khi đăng ký truyền hình trực tuyến bao gồm các kênh như thế này đó các bạn, thấy không? Đây không các bạn chỉ cần soạn tin nhắn thôi, như vậy đây gửi 10.000 7 ngày, các bạn sẽ xem được được rất là nhiều như thế này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình, nếu cảm thấy hay thì nhớ chia sẻ kênh của mình nha. Chào tạm biệt các bạn.